với từ khóa cạn, thí sinh Phan Thu Hương sẽ lên đường đến Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo hướng dẫn của ban tổ chức, cô sẽ phải đến trường tiểu học Ngô Mây thuộc làng Rang Ba, xã Ia Đê. Khi bước chân vào ngôi trường, em thấy nó thật hoang sơ. Có lẽ do đang là mùa hè, các em không thể đến lớp nên không khí càng trở nên hưu quạnh. Khi mà quan sát giếng nước thì em thấy đây là một cái giếng đã khô cạn nước, mà bên trong thì vệ sinh của nó không được tốt cho lắm. Xung quanh giếng thì cỏ dại mọc rất là nhiều, tùm. Quan sát. Và thưa quý vị thân mến, ba dự án đã trôi qua và đều là những dự án mang đến những ý nghĩa, và với sự đối đáp từ các thí sinh với ban bình luận cho thấy rằng các bạn ấy cũng có một sự chuẩn bị và quan sát hết sức tỉ mỉ, và đó là điều chúng ta có quyền mong đợi vào sự thể hiện của thí sinh tiếp theo. Ngay bây giờ, Ái Phương xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với dự án Nước sạch trường em của thí sinh Phan Thu Phương, thực hiện tại trường mầm non 30 tháng 4 với điểm trường mầm non Làng Chút và 8 điểm trường khác tại xã Ia Đê, Ia Krai, Gia Lai, với sự tài trợ 200 triệu đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Megasen, đã thực hiện các hoạt động như sau: đào, nạo, vét giếng và lắp bồn chứa nước hệ thống tự động cho 9 điểm trường mầm non thuộc trường mầm non 30 tháng 4 và tặng 150 phần quà cho các cháu mầm non học sinh, tặng 40 xô chứa nước cho 40 hộ bà con nghèo ở xã. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi video clip ngay sau đây. Thu Phương đến từ dự án Người đẹp nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 ạ. Và nhiệm vụ của con khi đến đây đó là đem lại nguồn nước sạch đến cho các em nhỏ. Vậy thì con muốn hỏi cô đó là tình trạng mùa khô của địa phương mình vừa qua như thế nào ạ? Ở đây thì bị mùa khô mà lại nước thì cạn, mà ít nước, không có nước, là trời nắng mà lại các cháu nó khát nước, lại cô thương tội cho mấy đứa nhỏ, đứa thì ỉa, đứa thì nôn, đứa thì ấy mà không có nước để mà giặt. Nhận chú cho các cháu tội lắm. Thế thì người dân ở xung quanh đây sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày như thế nào ạ? Là người dân ở đây là nước sinh hoạt của người dân thì nước cũng ít, nước cũng do cái
Thí sinh Phan Thu Phương là thí sinh của anh Xuân Bắc, cho nên là cho phép Ái Phương xin mời anh Xuân Bắc sẽ có những chia sẻ đầu tiên ạ. Tất cả những thông tin bạn nói là đúng quá rồi, cho nên bạn nói như sách luôn. Về nước, về tác dụng của nước với đời sống con người. Thì bây giờ tôi đang chờ các thành viên bình luận còn lại. Chính vì là nói như sách á, cho nên anh mới hỏi là như thế này. Tại sao em không nói những cái điều đó bằng cái sự cảm nhận của mình, mà lại nói cái điều đó như là cái điều mình đã đọc từ một cuốn sách, hay là những gì mà người ta đã soạn sẵn ra cho em đọc? Những gì em nói đều là từ những cái cảm xúc của em đấy chứ ạ. Thật không? Sao? Sao anh không cảm nhận được? Không, đừng dồn bạn ấy thế. Em đã ngồi trên đấy rồi, em đã ở thế bị động rồi, anh chẳng tạo điều kiện gì cả. Nói thiệt đi, lét cho bánh mì. Tôi biết ở đây nói trước đông người không phải là thế mạnh của bạn, và tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Ở đây thì em có một cái suy nghĩ là như thế này. Thực ra thì các bạn thí sinh á, mỗi bạn đều có những cái cá tính rất khác nhau, và không phải là thí sinh nào các bạn ấy cũng có thể lưu loát thể hiện được cái ý nghĩ của mình, mà đôi khi cái hành động của các bạn nó sẽ thể hiện rõ hơn. Thì chi bằng bây giờ Ái Phương xin mời các anh chị sẽ xem kết quả của bạn ấy, biết đâu những hình ảnh, những hoạt động, kết quả của bạn ấy lại mang cho chúng ta những cảm xúc khác nữa. Vâng ạ, xin mời ban bình luận và quý vị chúng ta cùng hướng về màn hình. Hơn nữa, các anh chị thấy thế nào ạ? Miu cho tôi một lời khuyên, tôi có nên tiếp tục đóng tròn cái vai của mình không? Ông để phần vai còn lại tôi đóng chưa? Thôi cảm ơn bà trùm cuối nữa, mất công nữa, tội nghiệp nhỏ. Thôi bây giờ anh đóng vai ác mà ác vừa vừa nha. Em làm gì trong đó? Cái khả năng của em không có nhiều. Khi các anh ý lắp đặt giếng nước ạ, thì em cũng giúp dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp cỏ xung quanh thành giếng, hay là bê cái nắp bể nước, hay là khuân những cái thùng mà đựng bùn đất mà các anh lão viết lên ấy ạ. Thì cái công sức của em nó chỉ là rất nhỏ thôi. Ái Phương nghĩ rằng là đây là một cái tình huống mà cô gái đang rất là căng thẳng và cần một cái sự gọi là sự ủng hộ tinh thần từ quý vị, có được không ạ? Có lẽ là Huyền Minh phải đến ôm bạn ý một lát để cho ôm bạn ý cái đi. Cho bạn ý. Bây giờ em muốn ăn ôm, em muốn mì ôm. Anh ác quá anh ôm, nhiều khi em lại đẩy nha. Thật ra thì My thấy là đúng như anh Thành nói là mỗi người một tính cách, nhưng mà khi mà bạn Hương đã đứng ở trên này rồi, đã ở chuẩn bị bước vào trong vòng chung kết rồi, đã vượt qua rất là nhiều người rồi, thì không nên mất tự tin vào chính mình như thế, mà bạn cứ nên cho đây là sự làm khó đi, vì có thể về sau bạn, nếu bạn độ được lên mình trước Vương Miện thì cái sức nặng của nó còn lớn hơn khi bạn đối diện với ban bình luận ở đây rất là nhiều, và mọi thứ bạn làm, mọi thứ bạn thể hiện ra đều phải là hoa hậu nhất một cách có thể. 1 2
hàng ngàn trẻ em Việt Nam đã qua tuổi tập đi, nhưng bước chân thứ 10 là cả một giấc mơ của mẹ. Sinh ra với trái tim khuyết tật, sinh mạng của các em bị đe dọa mỗi ngày nếu không kịp thời chữa trị. Mỗi tin nhắn vào đầu số NTVN gửi 1404 là bạn đã đóng góp 15.000 đồng vào quỹ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam, làm hồi sinh hàng ngàn trái tim bé nhỏ. Cùng Live và Vết Sẹo Cuộc Đời chung tay giúp mẹ cứu lấy con.